Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án đến từ Rurilenki tham gia dự án Eros này, thì mọi người sẽ cần vào link trên phần mô tả cho mình. Sau đấy mọi người sẽ hoàn thành tất cả các tác nhiệm vụ trên Terra cầu nhé. Sau khi ra vào đây mọi người sẽ bấm bắt đầu. Rồi tiếp theo bấm Continue. Ở đây mọi người do vừa rút Terra, bấm tham gia kênh, đồng thời chat cho mình một từ. Rồi sau đó quay trở lại, join vào kênh Channel New, bấm tham gia kênh. Ok, quay trở lại. Bây giờ bấm submit data. Ở đây mọi người xin nhập username tài khoản Terra mọi người vào nhé. Để lấy username thì mọi người sẽ bấm trở lại cho mình này. Sau đây bấm vào avatar, bấm vào ba gạch, bấm vào avatar. Ở đây sẽ có username Terra của mọi người đây. Và những ai chưa cài đặt username thì mọi người cần cài đặt username cho mình nhé. Sau đấy bấm gửi cho mình, bấm vào đây gửi. Rồi tiếp theo follow kênh Twitter, like và retweet kênh Twitter. Ở đây mọi người cần tag thẻ ba người bạn cho mình nhé. Mở kênh Twitter lên. Ở đây bấm theo dõi Twitter. Rồi sau đó kéo xuống dưới bài đăng. Ở bài đăng này mọi người sẽ bấm thích này, mọi người retweet này, thích dẫn tweet này. Mọi người gắn thẻ ba người bạn cho mình. Ok, sau đó bấm tiếp lại. Rồi, bây giờ mà bấm trở lại cho mình. Bây giờ mà quay trở lại kênh Twitter. Sau đây mọi người sẽ bấm vào avatar. Ở đây sẽ có cái username của mọi người, có chữ A cộng đây. Mọi người tôi copy hoặc là viết cho mình, gửi vào Telegram. Ok. Tiếp theo mọi người follow kênh Medium. Ở đây mọi người sẽ đăng ký follow kênh Medium cho mình, bấm theo dõi này. Rồi sau đây bấm vào ba gạch chỗ này. Sau đây bấm vào avatar. Avatar xem nhập username đúng không ạ? Mọi người sẽ có username đây, có chữ A cộng đây nhá. Mọi người sẽ viết sau đấy gửi vào Telegram. Ok, rồi. Tiếp theo là subscribe kênh YouTube, chia sẻ video, like và chia sẻ video lên kênh YouTube, sau đó copy profile lên kênh YouTube. Mở kênh YouTube lên. Ở đây mọi người sẽ bấm đăng ký kênh. Không có video đúng không? Không có video. Sau đó quay trở lại, mọi người bấm avatar kênh của bạn này. Avatar sau bấm kênh của bạn. Ở đây bấm vào ba gạch. Mọi người bấm vào chia sẻ, sau đó sao chép profile kênh YouTube của mọi người. Sau đây sẽ gửi profile kênh YouTube vào đây cho mình. Ok. Tiếp theo là join vào kênh Facebook, mọi người mở lên. Ở đây mọi người sẽ bấm thích cho mình. Rồi sau đây bấm trở lại. Bấm vào ba gạch chỗ này. Sau đấy bấm vào avatar chỗ này nhé. Tiếp theo kéo xuống dưới, mọi người bấm là ba gạch chỗ này. Rồi bấm vào chỗ dòng này cho mình, sao chép lại. Ok, sau đó gửi profile link kênh YouTube, kênh Facebook của mọi người vào đây. Ok. Tiếp đến là follow kênh Instagram. Bấm theo dõi cho mình. Sau đây bấm trở lại. Bấm vào avatar chỗ này. Mọi người thấy username đây, mọi người sẽ copy hoặc là viết gửi vào đây cho mình. Gắn account vào cho mình nhé. Sau đây bấm gửi. Ok. Tiếp theo follow ICO trên này cho mình nhé, hai kênh này. Bấm theo dõi. Rồi
sau đó quay trở lại, tiếp tục follow kênh này, bấm theo dõi. Ok, đây là Excel, tức là người làm ra dự án này mọi người nhé. Mọi người sẽ nhập username tài khoản Twitter thì mọi người sẽ quay trở lên đây này, mọi người copy lại username này nhé, sau đấy gửi vào lại, gửi lại. Ok, tiếp theo địa chỉ ví, nhiệm vụ cuối cùng là địa chỉ ví. Ở đây mọi người sẽ dùng địa chỉ ví BSC ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask của mọi người, hoặc là địa chỉ ví ETH, hai địa chỉ giống nhau mà copy vào trong hai, sau đấy gửi vào đây. Ok rồi, chúng ta đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, bây giờ bấm vào đây cho mình. Rồi, với dự án này thì mọi người có cơ hội nhận được là 10 token Jury, và theo như giá hiện tại thì nó bảo là 10 token này mọi người sẽ nhận được $50 mọi người nhé. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo.